Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi đến một thành xứ Giu-đê-a. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Isa-ve. Và khi bà Isa-ve nghe lời chào của Maria thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Isa-ve được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Ngợi khen Chúa. Vì sao Đức Trinh Nữ Maria đi thăm bà Isa-ve? Dĩ nhiên anh chị em sẽ trả lời với tôi là trong khi Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu, Thiên Thần thông báo, rồi Đức Mẹ cũng từ đó mà lên đường đi thăm người chị họ của mình. Nhưng ý nghĩa sâu xa của nó thì một trong những cách trả lời mà chúng ta vẫn nghe thường xuyên đó là lòng nhân ái của Đức Trinh Nữ Maria khi biết chị họ của mình mang thai. Và cũng giống như Thánh Phaolô đã từng có lần nói: vui với người vui, khóc với người khóc. Đức Trinh Nữ Maria đầy lòng nhân ái, cho nên thông chia niềm vui với người chị họ Isa-ve của mình. Mẹ lên đường viếng thăm chị họ, và rồi không chỉ như thế mà còn là đến để giúp đỡ người chị họ trong lúc tuổi già, mà lần đầu tiên mang thai chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Mẹ đến để giúp đỡ. Đó là câu trả lời truyền thống mà chúng ta vẫn nghe người bao nhiêu người giải thích như thế về việc Đức Mẹ thăm viếng bà Isa-ve, chị họ của mình. Thế nhưng thưa anh chị em, tôi còn suy nghĩ điều này, bởi vì tất cả mọi sự không ngoài thánh ý Chúa, mà vì không ngoài thánh ý Chúa cho nên việc Đức Trinh Nữ đến thăm bà Isa-ve như là một thôi thúc của Thiên Chúa để sau khi mang Chúa Giêsu trong lòng dạ mình thì mẹ cũng đưa Chúa Giêsu đến với gia đình của tư tế Gia-ca-ri-a và vợ của ông là Isa-ve, lúc này đang mang thai bào thai Gioan Tẩy Giả trong lòng mình. Và như vậy ý nghĩa nó cao hơn, nó mạnh mẽ hơn khi Chúa Kitô là Thiên Chúa làm người, người đã đến thăm dân người. Từ ngàn xưa các tiên tri đã nhìn thấy điều đấy, là Thiên Chúa đến thăm dân người. Và nay trong buổi đầu làm người, Chúa đã thể hiện điều đấy như là một đại diện cho nhân loại khi Chúa đến gia đình Gia-ca-ri-a, một đại diện cho cả nhân loại đang được Chúa đến thăm. Và giống như lời tựa của Tin Mừng Thánh Gioan đã từng nói rằng người đã đến cắm liều tại nhà của người, đã đến cắm liều giữa trần thế này, người đã đến nhà của người. Chúa Giêsu ở với loài người đúng như tên mà ngày xưa tiên tri Isaia đã từng nhận định, đó là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Bởi vì người ở cùng, người cắm lều giữa trần thế, người đến nhà của người. Nơi trần thế này
là nhà của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, của Thiên Chúa chúng ta. Cho nên hôm nay Chúa viếng thăm dân người, Chúa viếng thăm qua việc Chúa thăm viếng gia đình tư tế Gia-ca-ri-a thông qua thái độ và tình yêu, lòng bác ái của Đức Trinh Nữ. Và như vậy, đúng như những gì mà sau này khi rao giảng tin mừng, Chúa Giê-xu đã từng nói: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và rồi Hội Thánh lặp đi lặp lại lời chào Thiên Chúa ở cùng. Ngay trước khi chúng ta dâng thánh lễ, chúng ta nói với nhau: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Rồi ngay trước khi chúng ta công bố tin mừng đây, một lần nữa chúng ta lại chào nhau. Mà tôi tin đó không chỉ là lời chào trên môi miệng, mà đó là lời chào bày tỏ niềm xác tín, niềm tin của mỗi người: Chúa ở cùng. Không chỉ Chúa ở cùng trong từng ngày tháng chúng ta sống trong phụng vụ này, không chỉ Chúa ở cùng với việc chúng ta cầu nguyện, không chỉ Chúa ở cùng với những lời Chúa hứa đến thăm và ở lại với con người, mà đặc biệt qua các bí tích, và mạnh mẽ hơn trong bí tích thánh thể, Chúa luôn ở cùng chúng ta. Và nơi lời của Chúa đây, khi chúng ta công bố, Chúa tiếp tục ở lại và nói với chúng ta bằng lời của Chúa. Tất cả những điều đó chứng minh Chúa ở cùng, đúng với cái tên của người Emmanuel, ở cùng chúng ta. Và vì thế hôm nay tôi nhìn thấy một cái điểm sâu xa, đó là Chúa đến thăm gia đình tư tế Gia-ca-ri-a qua việc Đức Mẹ mang Chúa trong lòng dạ mình đến thăm gia đình này. Và hơn thế, từ đây giữa Cựu Ước và Tân Ước đang gặp nhau, đang có sự giao thoa, bởi đại diện cho Cựu Ước lúc này là bà Isave, và đại diện cho Tân Ước lúc này là một người nữ của dòng lịch sử mới, Tân Ước, Đức Trinh Nữ Maria. Hơn thế, đại diện cho lịch sử của Cựu Ước, người mà sau này sẽ trở thành tiền hô của Đấng Cứu Thế, tiền hô của chính người con mà hôm nay Đức Mẹ đang mang trong lòng, người mà được gọi là vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước, đã đại diện Cựu Ước và cảm nhận hôm nay Chúa đến với mình, Chúa giải thoát mình, Chúa thánh hóa mình, đã như một sự nhảy mừng, nhảy cẩn lên trong lòng mẹ, để cho thấy sự giao thoa và sự chuyển giao giữa Cựu và Tân Ước. Hôm nay Thánh Gioan, vị tiên tri cuối cùng đại diện cho dòng Cựu Ước, chuyển giao với Chúa Giê-xu. Hai giao ước gặp gỡ nhau. Chúa Giê-xu là nhân vật của Tân Ước, người là chính Đấng làm nên Tân Ước, làm nên lịch sử của giao ước mới. Và như vậy còn là sự gặp gỡ của giao ước cũ và giao ước mới. Thánh Gioan Tẩy Giả, Chúa Giê-xu từng cặp, và cặp thứ hai bà Isave, Đức Trinh Nữ Maria. Hơn ai hết, Đức Trinh Nữ Maria trở thành kiệt tác của nhân loại trong dòng lịch sử mới này. Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành nhân vật ưu tú và đứng đầu trong mọi con người của dòng lịch sử này. Mẹ là Đấng rất thánh, đã sanh ra Chúa Giê-xu, đã cho Chúa một tế bào làm người, để hình ảnh Thiên Chúa làm người ở giữa trần thế, nên một với chúng ta và như chúng ta là người. Để rồi ngày hôm nay, khi chuyển giao giữa Cựu Ước sang Tân Ước, thì người nữ của dòng lịch sử Cựu Ước
được cho là, được nhắc đến là tràn đầy thánh thần. Đức trinh nữ Maria tràn đầy thánh thần, mang Chúa Con đến với gia đình này, mang Chúa Con đến với nhân loại, làm cho nhân loại qua bà Isave cũng được tràn đầy thánh thần. Và vì thế chỗ đứng của Đức Mẹ đã được một con người, nhưng cũng là cả loài người, vinh danh và tuyên xưng lòng tin vào Đức Mẹ. Để ngay một lúc mà bà Isave như là đại diện cho tất cả chúng ta, cho cả loài người, tung hô Đức Mẹ rằng: tôi được Mẹ Thiên Chúa đến thăm. Người chị gọi em của mình là mẹ của Thiên Chúa mình. Một lời ca tụng và cũng là một lời tuyên xưng đức tin. Thưa anh chị em, chúng ta nghe tin mừng nhiều lắm, và đặc biệt bài tin mừng của việc thăm viếng mà Đức Mẹ dành cho chị họ Isave của mình, tôi nghĩ rằng càng được chúng ta ghi nhớ. Nhưng có một thuận lợi là chúng ta lắng nghe nhiều, chúng ta thuộc nội dung của Kinh Thánh, thuộc nội dung của tin mừng hôm nay. Nhưng lại có một điểm dở, đó là vì chúng ta nghe nhiều, vì chúng ta thuộc lòng, dễ nhàm, làm cho mình không chịu đào sâu hơn. Nhưng hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về ý nghĩa này. Đúng là Đức Mẹ đến thăm bà Isave, nhưng đó chính là sự gặp gỡ của Thiên Chúa dành cho dân của người. Chúa bắt đầu ở giữa nhân loại, Chúa đến thăm dân người. Và vì thế chúng ta học lấy bài học này để anh chị em và tôi cũng mang Chúa trong cuộc đời mình. Suốt cả mùa vọng, mình được mời gọi mở lòng đón Chúa, dọn tâm hồn để Chúa ngự đến. Và nay Chúa đã thật sự ngự đến. Mình được mời gọi để dọn tâm hồn cho Đấng Cứu Độ, thì nay Đấng Cứu Độ đã thật sự đến viếng thăm ta, viếng thăm dân người, tức là viếng thăm từng người chúng ta. Người muốn ở lại với chúng ta, như chúng ta đã từng nói với nhau, Chúa ở cùng. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúa ở cùng chúng ta, Chúa ở cùng loài người. Cho nên hãy như Đức Trinh Nữ Maria, mang một tâm hồn thánh thiện, mang một chiều sâu của lòng bác ái, lên đường để gặp gỡ anh chị em. Có thể là chúng ta gặp gỡ những người thân trong gia đình, sống hòa nhã, sống dịu dàng, nhất là trong những ngày này, chuẩn bị tâm hồn thì càng sốt sắng, tưởng nhớ Chúa, mời gọi nhau trong gia đình mình, giúp cho nhau cầu nguyện, giúp cho nhau thành tâm sám hối, nhắc nhở, khuyên bảo nhau, mở rộng tâm hồn và đón nhận Chúa, ghi khắc lời của Chúa, tưởng nhớ Chúa, vân vân. Rồi đồng thời ta cũng giống như Đức Mẹ đưa Chúa đến với anh chị em, Chúa sẽ rất vui. Vì hôm nay Chúa vui lắm khi Đức Trinh Nữ Maria đã đưa Chúa đến với gia đình Zacharia và Isave. Chúa cũng vậy, ngày hôm nay ta mang Chúa trong cõi lòng mình. Sau một thời gian ta đã dọn Chúa trong tâm hồn mà, ta đã đưa Chúa đến với tâm hồn mình mà, nay ta có Chúa, ta đến với anh chị em. Mầu nhiệm Giáng sinh là như vậy. Mầu nhiệm Giáng sinh không phải dừng lại ở chiếc hang đá, không phải dừng lại ở những ngôi sao, ở những đèn điện nhấp nháy, không phải. Mầu nhiệm Giáng sinh đó là hạ sinh Chúa trong lòng chúng ta, trong tâm hồn, trong cuộc đời mình. Và từ đó tôi đến với người xung quanh, tôi sống với mọi người, và tôi gần gũi với mọi người, tôi chia sớt với mọi người, tôi thấm đẫm tình thân với mọi người. Để Chúa có thể ở giữa tôi thì Chúa cũng có thể ở giữa mọi người. Chúa có thể ở giữa chúng ta, Chúa có thể ở lại với loài người. Đó là cách chúng ta làm để mang Chúa đến. Ta không trọn vẹn được với lòng thánh thiện tuyệt vời như Đức Mẹ,
thì ta cũng có thể làm theo cách của mình bằng việc ăn năn sám hối từng lúc, từng giờ, từng ngày và đưa Chúa đến với anh chị em trong cách sống của mình, hiền hòa, khiêm nhường, đón nhận, tha thứ, không khoa trương nhưng luôn luôn gần gũi, luôn luôn xót chia. Tất cả những điều đó để nói lên rằng lòng ta có Chúa và Chúa đang giáng sinh trong lòng ta, Chúa đang giáng sinh để ở lại với ta, Chúa đang giáng sinh ở lại với loài người. Chúa đứng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng, người luôn luôn thích ở cùng, người luôn luôn mong được chúng ta đón nhận để cho người ở cùng. Xin Đức Trinh Nữ Maria, người mẹ tuyệt vời, là tuyệt tác của Chúa ân ban cho loài người, Đức Mẹ dạy chúng ta bài học của những người khiêm cung, dẫn đưa Thiên Chúa đến với anh chị em, mang Chúa trong chính tâm hồn mình. Như Đức Mẹ, chúng ta sẽ là những thành viên mới tiếp tục bước chân của Đức Mẹ lên đường, làm cho Chúa hiện diện hết mọi nơi chúng ta có mặt, làm cho Chúa hiện diện ở tất cả những nơi khi chúng ta đến đó. Vậy anh chị em hãy luôn luôn ghi khắc câu chuyện hôm nay và hãy nhớ hình ảnh Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng, để chúng ta mang Chúa đến ở cùng nhau, ở cùng tất cả mọi môi trường chúng ta sinh hoạt.